ngày xưa sống trong tấm lều tranh mà sao mà cậu thương ạ, nhức đầu quá. Mày đi thăm mình mà dám mày nói phút đất hả? Thằng con, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ tự cường, phụ nữ dông lên. Ở đâu không quan trọng, nhưng cái nhà này quan trọng. Đàn con treo mà Con Ông Hai Lúa phát sóng lúc 17 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2019 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.